Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là một nữ ca sĩ quê ở Quảng Ninh đất Mỏ. Cô nổi tiếng với nhiều bài hát trữ tình phải không ạ? Cuộc sống hiện tại của cô khiến rất nhiều người ao ước. Tuy tuyên bố tạm nghỉ ca hát nhưng Hồ Quỳnh Hương vẫn thoải mái sống sung túc nhờ vào khối tài sản đáng nể. Ít ai biết rằng trước khi có được thành công như ngày hôm nay, cô đã từng trải qua rất nhiều khó khăn. Gia đình của Hồ Quỳnh Hương ngày trước không được khá giả cho lắm. Từ ngày lên 5 đến 6 tuổi thì Hồ Quỳnh Hương đã phải đi thu gom phế liệu để bán đồng nát ở trong một căn nhà dột nát và kiếm từng đồng cũng vô cùng vất vả. Vâng ạ, nhưng bây giờ cô đã rất giàu, sở hữu trong tay rất nhiều tài sản và bất động sản, xế hộp sang. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé. Thưa quý vị và các bạn, từ khi làm ca sĩ, cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương thay đổi rất là nhiều. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô đã chắt chiu và sở hữu được tài sản có giá trị từ các CD hát, tham gia làm giám khảo và kinh doanh. Tên tuổi của Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng từ những năm 2000. Căn nhà tại Hà Nội được nữ ca sĩ tiết lộ từng phải đập đi tới 4 lần mới có thể xây lại nội thất bên trong cho vừa ý. Bên trong căn nhà được bài trí theo phong cách hiện đại, các đồ nội thất chủ yếu là gỗ. Phòng khách được đặt trong một không gian rất là rộng, tạo cảm giác bề thế cho căn nhà. Các đồ nội thất thì theo kiểu như là lối từ ngày xưa, nhưng đều là chất liệu tốt nên đắt tiền lắm. Trong một bài phỏng vấn, Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ: "Đúng là sau gần 20 năm lao động nghệ thuật, tôi cũng tích góp được một chút vốn liếng. Cũng có nhà cửa ổn định, có xe cộ đi lại và có điều kiện để làm những điều mình thích. Những gì tôi hiện nay có cũng đủ để đảm bảo cho cuộc sống của mình và có thể lo cho người thân của mình nữa." Bên cạnh những bất động sản mà nữ ca sĩ này có được thì phải kể đến căn biệt thự rộng lớn ở Thủ Đức được xây trên diện tích 600m². Đây là nơi sinh sống chủ yếu của Hồ Quỳnh Hương. Bản thân cô muốn xây dựng một cơ ngơi khang trang để làm chốn đi về. Căn biệt thự màu trắng được bao trùm bởi không gian xanh bên ngoài sân vườn, tạo cảm giác vừa thư thái vừa đẳng cấp. Một góc phòng ngủ được Hồ Quỳnh Hương dành riêng cho bộ sưu tập thời trang. Nữ ca sĩ không ít lần khiến công chúng ngỡ ngàng khi diện đồ hiệu giá đắt đỏ. Phòng ngủ được thiết kế thoáng đãng, các nội thất được chọn theo gam màu trắng và sáng. Vâng, và đây chính là phòng ngủ của nữ ca sĩ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì nữ ca sĩ cũng rất là yêu quý động vật. Nữ ca sĩ rất là yêu thích những chú chó được nuôi trong ngôi nhà của mình. Ngoài ra thì nữ ca sĩ còn có một khuôn viên bất động sản hàng trăm mét vuông ở Bình Châu, Bà Rịa, Vũng Tàu để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình. Hồ Quỳnh Hương còn là chủ chuỗi resort nổi tiếng và điều hành công ty giải trí riêng của mình. Thưa quý vị và các bạn, nữ ca sĩ hiện đang sở hữu 3 nhà hàng thuần chay tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài nhà hàng, cô còn mở spa thuần chay, khu nghỉ dưỡng thuần chay, xưởng sản xuất thực phẩm chay cung cấp cho các đại lý, khu nuôi trồng ẩm thực chay, vân vân. Cuộc sống thư thái đã giúp Hồ Quỳnh Hương tận hưởng những chuyến đi du lịch rất là sang chảnh. Nhiều tin đồn về cát xê của Hồ Quỳnh Hương khi cô được mời làm giám khảo một chương trình âm nhạc, con số đồn đoán lên tới cả tỷ đồng. Tuy nhiên thì người trong cuộc vẫn không hề lên tiếng. Tháng 12 năm ngoái, Hồ Quỳnh Hương được trao bằng chứng nhận top giá trị kỷ lục thiện nguyện Việt Nam, người có nhiều cống hiến và đóng góp cho cộng đồng. Nữ ca sĩ muốn lan tỏa lối sống thuần chay đến cộng đồng, điều cô đã đặt rất nhiều tâm huyết trong vấn đề này. Tiếp theo đây, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là một số hình ảnh của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vô cùng xinh đẹp và sang chảnh. Vâng, phải nói là Hồ Quỳnh Hương sở hữu rất là nhiều bất động sản. Có biệt thự, có xe sang, có nhà lầu sân vườn rộng rãi và rất nhiều đồ giá trị phải không quý vị và các bạn? Để có ngày hôm nay thì Hồ Quỳnh Hương đã phải nỗ lực bản thân rất là nhiều. Chúng ta hãy tiếp tục đồng hành và dõi theo những bước chân cô ấy đi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị ơi, đừng quên ấn vào nút đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.